Tử vi tháng 12 âm lịch năm 2022 của người tuổi Tuất, đào hoa nở rộ giữa lúc vận khí sa sút. Bước sang tháng Quý Sửu, vận trình của người tuổi Tuất có điểm sáng ở phương diện tình duyên, nhiều cơ hội tình cảm mở ra. Tuy nhiên, công danh sự nghiệp lại khiến cho con giáp này khó hài lòng. Kế hoạch không theo kịp thực tế, phải tốn nhiều công sức hơn để xoay chuyển tình hình. Xuất hiện cục diện tương hình thái tuế khiến cho người tuổi Tuất gặp nhiều vướng mắc trong công việc, chủ yếu do tư duy bế tắc, thiếu tin tưởng vào bản thân gây ra. Bạn có lẽ sẽ phải trải qua nhiều tình huống khó khăn đến từ đồng nghiệp và cấp trên. Dù vậy, đây cũng không phải là khoảng thời điểm thích hợp để nhảy việc, kẻo gây hao hụt tiền bạc và mất uy tín. Tình hình tài chính cũng có sự phát triển nhưng không tích cực vào tháng này. Tử vi vào tháng 12 âm lịch năm 2022 của tuổi Tuất cho thấy, dù vẫn có những khoản thu đều đặn từ lương cứng, nhưng những việc làm thêm buôn bán theo kế hoạch để cải thiện thu nhập của bạn lại không đem lại nguồn lợi nhuận như mong đợi. Tháng này, bạn cũng nên đề phòng đối thủ cạnh tranh dùng những thủ đoạn để cướp đoạt công sức của bạn. Tháng Quý Sửu còn có nguyệt lệnh làm suy, không chỉ công danh tài lộc bị ảnh hưởng mà phương diện sức khỏe của con giáp này cũng có dấu hiệu sa sút. Sức lực hư hao, thể trạng uể oải, làm việc giảm hiệu suất ngày hàng ngày. May mắn là các triệu chứng này chỉ là tạm thời, sẽ nhanh chóng biến mất nếu bản mệnh duy trì thói quen ăn uống lành mạnh và luyện tập thể dục thể thao hợp lý. Như đã nói, phương diện tình duyên của người tuổi Tuất khởi sắc mạnh mẽ trong tháng Quý Sửu năm Nhâm Dần, được đào hoa tình chiếu mệnh, có lợi cho cả người độc thân lẫn người đã có đôi. Tình cảm thăng hoa và êm ấm tạo động lực để bản mệnh quyết tâm vượt qua nghịch cảnh. Xem tử vi tháng 12 âm lịch năm 2022 của người tuổi Tuất qua từng phương diện của cuộc sống. 1. Luận về phương diện sự nghiệp. Tháng 12 âm lịch là thời điểm mà người tuổi Tuất được dự báo đương đầu với khá nhiều sóng gió trong tháng tương hình án ngữ. Người làm văn phòng dường như luôn làm không hết việc, người kinh doanh thì trải vải khổ sở bên ngoài. Vào thời điểm cận kề năm mới, đáng lẽ mọi việc cần phải được gấp rút hoàn thiện để có thể yên tâm đón Tết, nhưng người tuổi Tuất vẫn phải một phen lao đao khi công việc có dấu hiệu trì trệ, tiến độ chậm chảy. Lại thêm nguyệt lệnh lâm suy, bản mệnh khó có thể thực hiện công việc theo đúng kế hoạch đặt ra ban đầu. Mọi việc dần đi lệch khỏi tầm kiểm soát của người tuổi Tuất. Trạng thái tinh thần của bạn cũng trở nên sốt ruột, căng thẳng. Một khi tư tưởng rơi vào bể tắc, người tuổi Tuất ngày càng thiếu tin tưởng vào bản thân, chẳng còn tâm trí để tập trung vào công việc, đáng lẽ phải tìm cách khắc phục khó khăn để chuyển nguy thành an thì lại có dấu hiệu bỏ bê chán trường. Điều này tạo thành một vòng luẩn quẩn, công việc dồn, rắc rối chồng chất, tinh thần càng thêm chán trường. Chẳng những như vậy, người tuổi Tuất có lẽ sẽ phải trải qua nhiều tình huống khó khăn đến từ đồng nghiệp và cấp trên khi các ý kiến đưa ra thường vấp phải những sự phản đối hoặc nghi ngờ của tập thể. Bởi sự tự tin, kiêu ngạo từ những công việc trước khiến cho con giáp này mất điểm với những người xung quanh. Cũng có những thời điểm người tuổi Tuất quá dễ dàng thỏa mãn với những gì mình đang có, mãi ngủ quên trên chiến thắng mà bạn đã lơ đi nhiệm vụ, tinh thần chiến đấu bị phủ bụi. Những điều này chủ yếu xuất hiện ở người làm công ăn lương, quan chức làm văn phòng. Dù vậy, đây cũng không phải là thời điểm thích hợp để nhảy việc. Thời điểm cuối năm, bạn nên hài lòng với những thứ ở hiện tại, kẻo gây hao hụt tiền bạc và mất uy tín. Lưu ý tháng Quý Sửu này có sự xuất hiện của sao Thái Âm mang theo vận quý nhân là nữ giới khá vượng. Nếu cần tới sự hỗ trợ giúp đỡ từ ai đó, bạn hãy nhờ một người bạn hay đồng nghiệp là nữ của bạn. Họ sẽ
hỗ trợ bạn rất tốt trên con đường công danh sự nghiệp, giúp vượt qua giai đoạn khó khăn này. 2. Luận về phương diện tài chính. Bước sang tháng Quý Sửu, tình hình tài chính của người tuổi Tuất chưa có sự khởi sắc trong tháng này. Mặc dù có thái âm, chủ đề điền sản đất đai chiếu mệnh, nhưng tài vận vẫn chịu tác động mạnh mẽ từ tương hình cục và nguyệt lệnh lâm suy, nên có thời điểm giảm sút đáng kể. Với người làm văn phòng, dù vẫn có những khoản thu đều đặn từ lương cứng, nhưng những việc làm thêm, buôn bán theo kế hoạch, cải thiện cuộc sống của bạn lại không đem về lợi nhuận như mong đợi. Có lẽ người tuổi Tuất chỉ có thể trông chờ vào khoảng thưởng Tết cuối năm, khi đó tài chính mới có sự cải thiện. Vấn đề duy nhất của bạn cần quan tâm lúc này là cân đối các khoản thu chi hợp lý. Do là tháng cận Tết nên các chi phí phát sinh cũng không ít. Vì thế, nếu không có kế hoạch quản lý tài chính tốt thì cũng chỉ ở mức đủ ăn, đủ chi tiêu mà thôi. Với người làm kinh doanh, việc đầu tư nên tính toán đường dài, tránh việc lợi ích trước mắt mà nóng vội kẻo trắng tay lúc nào không hay. Nhất là khi vận khí tháng này có dấu hiệu sa sút khá mạnh. Những thương vụ mạo hiểm nên được hạn chế, càng hứa hẹn lãi cao lại càng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Tháng này, bạn nên đề phòng những đối thủ cạnh tranh, dùng những thủ đoạn để cướp đoạt công sức của bạn. Tốt nhất trong thời điểm này, đừng vội khởi nghiệp. Năm hết Tết đến, hãy tạm gác các kế hoạch, đợi ra Tết hẳn tính toán cẩn thận để chắc chắn phần thắng trong tay. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo. Trái ngược với những điều kém may mắn trong công việc và tài chính, phương diện tình cảm của người tuổi Tuất lại được thăng hoa mạnh mẽ vào tháng Quý Sửu năm Nhâm Dần. Nhờ có thái âm chiếu mệnh, vận đào hoa của người tuổi Tuất tăng lên, mở ra nhiều cơ hội tình cảm cho cả hai người đã có đôi có cặp. Đặc biệt với người còn độc thân, nếu biết nắm bắt cơ hội thì không có để tìm được mối nhân duyên tiền định của mình. Bản mệnh nên nhân cơ hội này để mở cửa trái tim đón nhận tình yêu bằng cách tự tin hơn về sức hút của con người tự nhiên của bạn. Đừng cố bắt chước hay tỏ ra giống ai đó, bởi đấy sẽ không còn là bạn nữa. Hãy cứ là chính mình trong mọi hoàn cảnh, tự thân bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc thật sự. Với những cặp đôi đang yêu nhau lâu dài hoặc đã kết hôn, tình cảm chẳng những không có dấu hiệu phai nhạt mà còn ngày càng nồng ấm hơn những ngày cận kề Tết Nguyên Đán này. Công việc của hai bạn tuy bận rộn, nhưng dù vậy hai bạn cũng dành thời gian cho nhau nên không có mâu thuẫn gì quá lớn. Tình cảm thăng hoa và ấm êm cũng tạo động lực để bản mệnh quyết tâm vượt qua nghịch cảnh. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Tháng này có nguyệt lệnh lâm suy, không chỉ công danh tài lộc bị ảnh hưởng mà phương diện sức khỏe của người tuổi Tuất cũng có dấu hiệu sa sút. Sức lực hư hao, thể trạng quể quải, làm việc kém hiệu quả. Cơ thể mệt mỏi, đầu óc thiếu thông, thiếu minh mẫn dễ dẫn tới những hành sự sai lầm gây tổn thương tinh thần cho người khác, đồng thời cũng khiến bản thân vướng vào những rắc rối. May mắn là các triệu chứng này chỉ là tạm thời nên nhanh chóng biến mất nếu bản mệnh duy trì thói quen ăn uống lành mạnh, luyện tập thể dục thể thao hợp lý. Ngoài ra bạn cũng nên học cách suy nghĩ tích cực, chia sẻ với người thân để giải tỏa áp lực. Cảm năng vượng vận cho từng tuổi Tuất vào tháng 12 âm lịch năm 2022. 1. Tuổi Mậu Tuất mệnh mộc, nam sao Thổ Tú, nữ sao Vân Hưởng, khẩu quyết. Lao đao khi công việc có dấu hiệu trì trệ, tiến độ chậm trễ. Quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Dần, tiểu nhân, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Màu sắc may mắn màu xanh, màu nâu. 2. Tuổi Canh Tuất mệnh kim, nam sao Thái Âm, nữ sao Thái Bạch, khẩu quyết. Dễ vấp phải sự phản đối từ đồng nghiệp cấp trên. Quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Thân, tiểu nhân, tuổi Thìn, tuổi Sửu. Màu sắc may mắn màu nâu, màu đỏ. 3.
tuổi Nhâm Tuất, mệnh Thủy, nam sao Thái Dương, nữ sao Thổ Tú. Khẩu quyết: tài chính chưa có khởi sắc, cần cân đối thu chi hơn. Quý nhân phù trợ: tuổi Tỵ, tuổi Hợi. Tiểu nhân: tuổi Dần, tuổi Dậu. Màu sắc may mắn: màu xám, màu trắng. 4. Tuổi Giáp Tuất, mệnh Hỏa, nam sao Thổ Tú, nữ sao Vân Hận. Khẩu quyết: tình yêu thăng hoa mạnh mẽ nhờ đào hoa khoe sắc. Quý nhân phù trợ: tuổi Mùi, tuổi Dậu. Tiểu nhân: tuổi Sửu, tuổi Thìn. Màu sắc may mắn: màu trắng, màu đỏ. 5. Tuổi Bính Tuất, mệnh Thổ, nam sao Thái Âm, nữ sao Thái Bạch. Khẩu quyết: sức khỏe sa sút, sức lực hư hao, ảnh hưởng tới hiệu suất thường ngày. Quý nhân phù trợ: tuổi Ngọ, tuổi Mão. Tiểu nhân: tuổi Mùi, tuổi Tỵ. Màu sắc may mắn: màu vàng, màu đen.